phi là cái gì này ông mời. Anh làm đó em. Đã làm rồi. Tiếng mẹ đâu lộn trùng trên kia rồi. Ờ hồi nãy em mổ lấy tá đó mà. Hay là tốt quay. Quay. Không phải nằm trên giường cũng được, nằm trên giường xíu. Gì đó? Mọi cái gì đấy đó? Không biết. Mọi cái gì đó? Nhưng giọng bà Hảo phải không? Chứ còn ai nữa. Giọng bà Hảo nó như không nghe luôn á. Ừ, nhưng mà nói cái tiếng Nga, cái tiếng mà Nga đâu. Thả lắm, thả lắm đó. Thế nè. Thế này mà dùng cái kia đi. Dạ, anh gửi tiền cho chị. À. Mấy tiền hả chị? Chuyển khoản hả hay là gì? Đây, đây. Các ở trong á em. Để ăn vô. Nó làm đây em cô, lần sau mày rón xíu nữa. Này chờ tao 1 phút đã. Ngồi đây đợi xíu luôn em. Ừ, cho ngồi đây đi. Ồ, nằm im, đừng có lát nha. Vâng. Nhịp ngạch. Trên nó như còn 3 người nữa. Thế nào đưa chị lõi một cái để... Hầu này khoái này là đủ nữa. Hầu vừa ná đấy là đủ nữa. Chị là dễ đi làm ngay đi. Thôi chị sống có làm ngay đi. Ok. Xin lỗi. Làm im cô.
Em ơi, đây là làm gì vậy? Thấy mất. Nằm nào đi. Không, em nằm đó đi. Vâng. Ừ. Cho ông đợi biết gần nè. Chị bán nó nhiều quá với em trừ đó. Anh đi con để video nè. 10 phút còn, không còn có 2 phút nữa là xong rồi. Đúng rồi, xong rồi thì mà sao lên thế này. Để pha luôn nè. Thằng cá nó cười quý như vậy mà. Nhổ mà 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 nhổ. Thôi cho nó xíu. Nó có cầm đi. Đằng sau mà ơi. Đợi thôi thôi. Nó nóng lên đây. Đón đón nha. Trùng cục dương mát từ từ thôi.
lui chế mua.